Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dự án Bauxite Tây Nguyên bị thanh tra. Ngày 28 tháng 11, AFA tiếng Việt loan tin dự án khai thác Bauxite Tây Nguyên lọt vào tầm ngắm của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng. Theo đó, ngày 28 tháng 11, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra nhắm vào việc quản lý khai thác khoáng sản. Hình ảnh bản tin trên IFA. IFA cho biết, đáng chú ý, dự án khai thác quặng Bauxite ở tỉnh Đắk Nông là một trong những dự án thuộc diện bị thanh tra. Ngoài ra, các dự án khai thác đất hiếm và Wolfram ở các địa phương như Lai Châu và Thái Nguyên cũng thuộc diện thanh tra. AFA dẫn tiết lộ của ông Lê Sĩ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, nói trong cuộc họp báo công bố quyết định thanh tra rằng đây là quyết định do Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực trực tiếp đưa ra. Theo AFA, trong những năm qua, ban này được cho là đã đứng sau nhiều vụ thanh tra nhắm vào các vụ án tham nhũng lớn, dẫn đến sự ra đi của nhiều quan chức cấp cao. AFA nhắc lại, các dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên từng khiến dư luận dậy sóng hồi những năm 2008 và 2009, khiến các tướng lĩnh quân đội như tướng Võ Nguyên Giáp, tướng Đồng Sĩ Nguyên lên tiếng phản đối. Các nhân sĩ trí thức nổi tiếng như Chu Hào, Phạm Chi Lan, Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi cũng đồng ký tên vào một bản tuyên bố kêu gọi Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ dừng các dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên. AFA cũng cho biết các lo ngại xoay quanh vấn đề môi trường, kinh tế, xã hội và đặc biệt là sự dính líu của phía Trung Quốc vào hoạt động khai thác trên địa bàn Tây Nguyên, được cho là có vai trò chiến lược của Việt Nam. Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người khởi xướng phong trào phản đối bauxit Việt Nam. Hai dự án khai thác bauxit ở các tỉnh Tây Nguyên bị phản đối, gồm dự án Nhân Cơ ở tỉnh Đắk Nông và dự án Tân Rai ở tỉnh Lâm Đồng. Vào năm 2019, AFA cũng từng có bài phân tích được gì sau 10 năm khai thác bauxit Tây Nguyên. AFA đề cập đến tình trạng rò rỉ hóa chất trong quá trình hoàn thiện và tập kết vật tư, cộng với rơi vãi khi pha trộn hóa chất, SUT, khiến độ pH từ nguồn nước thoát ra môi trường gần mức 11, tức là mức vượt quy chuẩn Việt Nam, từ 6 đến 9 độ, theo báo cáo kết quả của đoàn thanh tra thuộc Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng vào tháng 9 năm 2011. AFA dẫn giải thích của giáo sư Lê Huy Bá rằng khi SUT vào trong nước và vào trong cơ thể sẽ hủy hoại hết, thí dụ như vào đường ruột sẽ phá vỡ các tế bào ruột non, hít thở vào thì bị viêm mũi. Nói chung, SUT là một chất cực độc, xếp vào loại ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống. Đến tháng 7 năm 2016, đường ống của nhà máy alumin Nhân Cơ tại Đắk Nông do nhà thầu Chalico Trung Quốc phụ trách bị vỡ, khiến gần 9,6 mét khối hóa chất kiềm tràn ra ngoài. Hình ảnh nhà máy alumin Tân Rai. AFA dẫn tin từ truyền thông trong nước cho hay kiềm thấm xuống lòng đất và chảy vào đường ống, đổ xuống suối Đắk Giao, khiến cho nước trở nên màu đen sẫm, mặt nước nổi ván loang lỗ, cá chết nổi lên. Người dân tiếp xúc với nước chừng 10 phút thì tay chân ngứa ngáy, da khô căng và rộp lên như bị bỏng. Về hiệu quả, AFA dẫn đánh giá của các chuyên gia như tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, tiến sĩ Lê Bá Huy đều cho rằng dự án này không có lợi nếu tính đầy đủ các chi phí. Hơn nữa, tiến sĩ Lê Bá Huy lo lắng trên độ cao 750 đến 800 mét mà có những hồ chứa bùn đỏ lớn như thế, ai dám đảm bảo rằng không có động đất hay vỡ đập. Khi đập vỡ thì lũ quét, mà lũ quét bằng bùn đỏ thì tai hại vô cùng. AFA dẫn tiếc nuối của ông Nguyễn Trung, nguyên cố vấn cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cho rằng tất cả những gì đầu tư vào bauxit Tây Nguyên hoàn toàn đủ để tạo nên một Tây Nguyên có nền kinh tế xanh. Nếu được như vậy thì chắc Tây Nguyên bây giờ đã khác hẳn rồi. Doanh nghiệp nước ngoài lo ngại về luật dữ liệu của Việt Nam. Ngày 27 tháng 11, BBC tiếng Việt cho hay luật dữ liệu Bộ Công an thúc đẩy doanh nghiệp lo ngại. Theo BBC, dự án luật dữ liệu mà Bộ Công an Việt Nam xây dựng dự kiến được Quốc hội biểu quyết trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 8 khóa 15 vào ngày 30 tháng 11. Các doanh nghiệp nước ngoài đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về dự thảo luật này. BBC dẫn lời anh NH, nhà sáng lập của một startup về trí tuệ nhân tạo AI tại Sài Gòn nói: Khi khách hàng sử dụng dịch vụ AI của chúng tôi, chỉ cần click vào thì chúng tôi có thể thu thập được IP của họ, đếm được bao nhiêu lần truy cập. Những thứ như vậy có được xét là dữ liệu quan trọng không? Khoảng 24 điều 3 định nghĩa dữ liệu quan trọng là dữ liệu có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến an ninh quốc gia, hoạt động kinh tế, ổn định xã hội, sức khỏe và an toàn cộng đồng khi bị rò rỉ, giả mạo hoặc phá hủy. Hình ảnh bài trên BBC. BBC cho biết đã có những ý kiến từ phía doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam bày tỏ lo lắng nếu như luật này được thông qua. Theo đó, ông Jonathan McHale, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Máy tính và Truyền thông của Mỹ CCIA, đã bày tỏ sự lo lắng về những điều khoản về hoạt động dữ liệu xuyên biên giới và đề nghị chính phủ Việt Nam xem xét lại cách tiếp cận và hoạt động dữ liệu xuyên biên giới. BBC trích dẫn lá thư của Liên hiệp hội các tổ chức công ty quốc tế viết hôm 7 tháng 11 có chữ ký của 14 tổ chức thương mại lớn gửi tới các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam viết rằng nếu được ban hành, dự thảo luật dữ liệu sẽ cản trở rất nhiều đến việc xử lý dữ liệu tại Việt Nam, tác động đến khả năng hoạt động và đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam trong nhiều ngành và tạo ra tác động tiêu cực đến toàn bộ hệ sinh thái dữ liệu và kỹ thuật số, vốn đang hỗ trợ nền kinh tế. Các tổ chức thương mại đầu tư quốc tế cho rằng các khái niệm về dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi được định nghĩa quá rộng và không rõ ràng. Họ cũng nhận định các quy định về hoạt động dữ liệu xuyên biên giới trong dự luật dữ liệu là khá nặng nề. Dự luật này có thể cản trở các doanh nghiệp và công dân Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến cũng như bỏ lỡ sự hiệu quả về chi phí cần thiết cho quá trình chuyển đổi số của đất nước. Trong lá thư, các tổ chức thương mại này đã bày tỏ sự quan ngại cực kỳ lớn tới quyền thu giữ dữ liệu quá rộng của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội đối với khu vực tư nhân mà không có thủ tục tố tụng rõ ràng. Thêm vào đó, họ lập luận rằng Việt Nam có nghĩa vụ bảo vệ đầu tư chống lại việc trưng dụng cả trực tiếp và gián tiếp theo Điều 9.8 của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. BBC cũng cho biết quyền thu giữ dữ liệu quá rộng của nhà nước nếu không có thủ tục tố tụng thích hợp hoặc đảm bảo bảo vệ sở hữu trí tuệ và hoặc dữ liệu độc quyền có thể là sự chiếm đoạt, trưng dụng trực tiếp hoặc gián tiếp vì nó can thiệp vào quyền tài sản vô hình, lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài. BBC dẫn lời một luật sư chuyên tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp nói một công ty nước ngoài đặt trụ sở ở nước ngoài nhưng có xử lý dữ liệu của công dân Việt Nam, dù chỉ là một người thì cũng có thể được xem là đối tượng áp dụng của luật dữ liệu. BBC dẫn bình luận của ông Robert Law từ Đại học Melbourne, Úc cho rằng điều quan trọng đối với Việt Nam là phải cân bằng hợp lý giữa các yếu tố công nghệ và chính sách. Nếu thực hiện sai, quốc gia này phải đối mặt với nguy cơ kiềm hãm sự đổi mới cũng như dòng chảy đầu tư từ nước ngoài. Vì vậy, giải quyết những vấn đề phức tạp này là rất quan trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.đ với bản tin Doanh nghiệp nước ngoài lo ngại về luật dữ liệu của Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo.đ để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.